Các lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệt xóa một băng trộm chuyên nghiệp, gây ra hàng chục vụ trộm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam, gây bức xúc đối với người dân trong suốt thời gian dài. Băng trộm này có đến 11 đối tượng, do Nguyễn Văn Đen, 32 tuổi và Lý Hoàng Hùng, 37 tuổi, cùng ngụ tại xã Vân Khánh, huyện An Minh cầm đầu. Các đối tượng khai nhận, do đã từng đi làm thuê cho các chủ ghe lưới ốc nên dễ dàng xác định được vị trí tọa độ ngư dân thả ngư cụ là những giàn vỏ ốc bẫy mực. Lợi dụng đêm tối, nhóm người này điều khiển vỏ máy có công suất lớn ra biển, dùng mỏ neo và móc sắt có buộc dây để ra tìm các giàn lưới ốc kéo lên rồi cắt trộm đem bán thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.